Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Thì hôm nay mình mới lấy về được chiếc Lenovo Tab 38 Plus rồi các bạn. Con này thì nó chạy chip Snapdragon 625, RAM 3GB và bộ nhớ trong là 16GB. Đó, mình mua với giá 1 triệu ở trên Shopee nha các bạn. Đó, rất là rẻ luôn. Bên cạnh phải của máy có hai nút tăng giảm âm lượng, một nút tắt mở nguồn. Bên cạnh trái là khe gắn SIM và thẻ nhớ. Đây hình như là cái loa nè, con này nó hai loa thì phải. Đây nữa nè. Phía trên và dưới là cái loa. Có một nhắc cắm tai nghe và một cọng sạc micro USB. Mặt lưng thì có một cái camera, một cái đèn flash. Phía trước này cũng có một cái camera luôn. Chiếc máy tính bảng này thì rất nhiều anh em đã làm review rồi, nhưng mình sẽ làm review lại trong năm 2024 để xem là nó còn hoạt động tốt không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sơ qua một vài cái ứng dụng cơ bản cũng như là game cho các bạn xem là với một chiếc máy giá 1 triệu trong năm 2024 thì nó sẽ làm được những gì nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chụp thử cái camera. Camera trước ha. Camera trước đẹp đó chứ. Camera trước cũng rất là ổn nha các bạn. Không đến nỗi đâu. Camera trước như vậy mà video call thì rất là ngon luôn. Rồi. Rồi, camera sau chụp chơi thôi, nói chung chụp cũng được chứ không có xuất sắc. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua một vài cái ứng dụng. Facebook nè. Khá mượt các bạn. Đây là một trong những dòng máy tính bảng giá rất là rẻ. Rồi, ok. Tích tắc ha. Tập rất là mượt và nhanh luôn. YouTube nè. Rất là nhanh và mượt luôn. Hiện tại mình đang xem ở chế độ 1080 60 fps. Facebook, TikTok và YouTube hoạt động rất là mượt luôn nha các bạn. Với một chiếc máy tính bảng giá rất là rẻ. Bây giờ mình sẽ chơi thử một vài tựa game nhẹ ha. Ở mức giá này thì mình nghĩ con này nó ngon hơn con Yuho các bạn ơi. Ngon hơn và khá là nhiều điểm luôn. Màn hình đẹp hơn nè. Con chip ngon hơn nè. Cho nên nó chạy rất là mượt. Rồi, ok. Vì chiếc máy này mình mới lấy về cho nên mình chưa có nhiều thời gian để test cái viên pin của nó. Cái thời gian mà mình trải nghiệm thì mình thấy cái viên pin này nó cũng khá ổn, chứ nó không có tụt nhanh đâu. Với 1 triệu đồng mình bỏ ra để mua chiếc Lenovo Tab 38 Plus này thì mình sẽ được những gì? Rồi, thứ nhất là cái màn hình rất là đẹp. Full HD 1920 x 1080. Đó, rất là nét. Mà cái màn hình của con này màu rất là đẹp nha các bạn. Màu rất là tươi và đậm. Cái thứ hai là con này có gắn SIM nghe gọi 4G. Cái thứ ba là con chip Snapdragon 625 với mức giá, và con chip này thì mình nghĩ là cũng khá ổn để chúng ta có thể lướt Facebook, TikTok, YouTube và chơi một vài tựa game nhẹ. Rất là mượt luôn nha các bạn. Còn những tựa game nặng mình sẽ chơi thử vào clip sau. Rồi, thì link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.